cái chảo kỹ thuật cũng được, rồi mình làm những cái đài truyền hình, mình làm cái phòng mà viết ghi âm á, mỗi ngày có những cái tin tức gì mới mình lên đăng thông tin cái kênh mình, rồi mình hợp đồng với công trình gì với bộ thông tin truyền thông thì mình hoạt động nó có giấy phép đầy đủ, ai dám động. Mà mình đưa những tin sự thật, đừng có bắt chước báo chí truyền hình truyền thông là câu like câu view hay nói những sai sự thật thì người ta kiện. Tất cả là do mình thôi, làm phải nghĩ cái có cái đạo đức lương tâm và làm phải sự thật. Làm gì mà có đạo đức nghề nghiệp như thế không thầy? Rồi thầy cũng thông báo chuẩn bị thầy đến những cái trường đại học. Thầy nói giờ báo chí truyền hình truyền thông và những người ích kỷ và những người ăn chay và những quậy phá đó, cứ biết tin tức thầy chuẩn bị đến cái trường nào á, mày lại mày nói bảo vệ với lại hiệu trưởng trường, tao vừa tới cái đuổi ra khỏi trường, không cho đứng trước cổng trường luôn, vậy mày mới ngon. Nhưng mà thầy vậy sẽ được lên báo rồi báo rồi tập tiếp thầy bóc phốt thầy đó. Thì bóc đi rồi mày sẽ được vinh hoa đúng không? Nói sao đâu, thầy trường tao đi học tao đóng tiền trường nó không cho tao vô, giống như học sinh không cho đó là học mà không cho vô lớp. Thầy cũng thấy ngại rồi. Ngại gì ngại, thì mày cứ làm coi, tao thử coi coi làm được không. Nhiều người đâu làm được hả thầy? Mày làm được không? Mày làm được tao khách thức mày luôn. Thầy khách thức luôn á. Thức luôn, cả các kênh YouTube với cái đài truyền hình báo chí nào mà tao đến trường nào nó đuổi hết á, là tụi bay là đệ nhất á. Rồi không học sinh nào á vừa vô lớp cũng giáo viên hả không tới không dạy luôn. Rồi mày cấm tất cả các hiệu trưởng đến trường học và cấm tất cả giáo viên không đi dạy. Rồi học sinh đến trường để làm gì? Tại vì mày cấm được tao thì mày cũng cấm hết là trường đâu cho ai vô. Tại vì giờ đây nè, ai cũng có quyền là đến trường này mục đích gì? Đăng ký để học đúng không? Mà tao đến mày không cho tao vô thì tao là học sinh, tao đóng tiền tao vô. Giờ hồi nào giờ tao chưa bao giờ đến trường đó đúng không? Nhưng mà bữa nay tao lại tao đăng ký một cái ngành nào đó tao học. Tao đóng tiền tao là sinh viên mà tại sao không được vô trường? Thấy không? Rồi cái trường mày không nhận hồ sơ và không nhận giáo viên dạy và hiệu trưởng mày không công nhận là hiệu trưởng trường học thì vậy mày làm sao vậy mới hay á? Mày làm được có được không? Mày ganh gì không? Tự nhiên ganh tị lắm nhắc. Nếu như thầy đi ta đi học thì ta đi lấy bằng, nhận bằng hoặc đi dự lễ. Mày đăng báo thầy vận đồ, đồ nào không mượn, đồ nào không mướn, đồ nào không mua, phải không? Thầy nổ tiếng quá chi, thầy ứng dụng mà. Thầy là người bình thường mà tao đâu có soi thầy, tại thầy nổ tiếng quá. Tiếng? Mày xạo xạo đâu, mày đăng coi mày nói thì, tao đang học cái hôm giờ kêu hiệu trưởng trả tiền không hết đi, không cho ông học. Phải không? Rồi giờ họ còn mấy trả bằng ổng đi, giờ ổng học rồi giờ mày làm cho cái bằng đi, đừng cho ổng tới trường nữa. Rồi cái đi học cái bên đây, ui đi học chi, thấy không? Đó vậy đó, thì mày mới ngon nói trời, thầy chùa mà đi học, người đời đi học làm gì, rồi khi chùa ổng đi học cũng làm gì, đó vậy đó. Nè tao đăng tin đừng chi bông, rồi đến coi trường, những cái trường tao học á, kêu nó trả tiền không? Nếu trả tiền tao hỏi học. Cái tao đóng trường nào cái mày một là trả tiền, hai là trả bằng. Bao nhiêu năm nêu tao học như mày trả tiền hết. Thi đậu khi rớt thì mày trả sạch hết. Rồi cái nói thôi cái trường tôi là trường không đủ chức năng để chữa ông thầy nữa. Không cô giáo thầy giáo không đủ khả năng dạy thầy. Cô giáo không có trình độ. Rồi ăn nói ngang ngược. Rồi hiệu trưởng thì không có bằng tiến sĩ. Đuổi hiệu trưởng ra khỏi trường. Và cũng cấm các hiệu trưởng trường làm hiệu trưởng luôn. Tại giờ thầy nói nè, giờ cái bộ giáo dục thầy nói sẵn nè, nhiều cái trường đại học không đủ chức năng để làm hiệu trưởng trường, ta trút thuế. Rồi hiệu trưởng trường học á giờ là theo nhiệm kỳ 2 năm hoặc 3 năm. Nên các con giờ muốn làm bằng giả làm cũng không được. Muốn chữ ký giả cũng cứ chưa hợp, muốn chữ ký thật cũng không được luôn. Lý do là cứ 2 năm 3 năm là đổi hiệu trưởng. Nên là rồi chữ ký cũng đổi. Đợt này là phó hiệu trưởng ký, đợt sau trưởng phòng ký, đợt sau là một cái hiệu trưởng ký. Mà rồi ví dụ 2 năm 3 năm này là hiệu trưởng này, cái 2 3 năm sau cái hiệu trưởng khác. Ta luân phiên thường xuyên vậy nên là làm giấy làm bằng không được đâu con. Thầy nói giờ ví dụ nghĩ bữa nay biết là hiệu trưởng nó tên gì mắc trên mạng đúng không? Rồi cái đầu làm giấy cái ký tên đó, nhưng mà người ta nói năm nào em hiệu trưởng đó, đúng cái nhiệm kỳ đó, cái năm đó ông ký mà mình có học đâu biết. Nó làm sao đúng tên được. Nên thầy nói giờ các con ơi, giả chữ ký không được.
rồi giả chữ ký người đó cũng về hưu hoặc là người đó làm chỗ khác không có làm ở trường đó, hiệu trưởng cũng không có làm được lâu mà họ, và còn trường đại học giáo viên ấy, dạy luân phiên thường xuyên, trường này dạy được dạy không được nhiều khi người ta trút phế cái đi chạy trường khác, nên giờ phải chê nhất là những cái giáo viên trình độ không đủ giảng, nó tao khao khao tới tiệc giảng điên giảng khùng, nhiều khi giảng khu sinh viên học sinh học còn cao hơn trình độ không cao, nhiều giáo viên vậy ra trường học cũng không giống như mình ra trường rồi nhưng mà cái kiến thức nhận thức cái giảng dạy dạy không được. Thầy có khi nào lên thầy luôn không? Thì cái đó thì trừ khi là thầy mua cái trường đó, mua cái trường đó thầy làm hiệu trưởng. Nghĩa là chùa giống như chùa của mình, đất của mình á là không ai đuổi, đúng không? Không ai hiệu trưởng được, chỉ có mình hiệu trưởng. Còn những cái trường đại học á, đa số là người ta mướn hoặc thuê hoặc ta bổ nhiệm á, đa số là trường một chủ là khác, nên là chủ đó ta có quyền khai thế hiệu trưởng. Nhưng mà cái người đó chủ làm hiệu trưởng, nếu mà làm hiệu trưởng là có bằng cấp á, thì ta làm đợi đợi mãi mãi không còn khai thế. Trường của ta, đất của ta, bộ giáo dục chỉ chở bổ nhiệm người đó đâu được bổ nhiệm người khác. Thầy cố gắng đi vài năm nữa người ta bổ nhiệm này. Thì hiệu trưởng vừa trường dễ chứ có gì đâu. Ôi khó lắm đấy thầy. Học thật là giỏi luôn, phải có địa vị, các kiểu quan hệ thì mới làm được đó thầy. Gì? Thầy chỉ làm hiệu trưởng của trường Hoàng Phát Trung ương thôi. Trường nào thầy cũng được, có tiền mua đất là lập trường gì cũng được, tên gì cũng được. Trường nào cũng có người ta đấu giá bán á. Giờ trong trường nào ta cũng bán hết á. Trường nào cũng trường học, bệnh viện gì ta bán hết. Người ta bán cái đó lợi cấp mấy ngàn lần, ta đi xây ra tỉnh ta mua mấy trăm hecta, ta làm cái trường mới lớn, con nghĩ là thành phố 11 ta bán hết, ta đưa ra ngoại thành bèo nhất 50 hecta đến 500 hecta đất, ta làm cái trường đại học hả, nói tóm gọn hả, đi không nổi luôn. Trường học, bệnh viện, những chùa lớn ta là ngoại thành hết, không ai ở trong nội thành. Mai mốt người ta xoay trường học trước chùa thầy đó thầy. Ừ. Thầy. Ừ. Đó sao nữa, mời thầy làm hiệu trưởng luôn thầy. Mở gì mà thầy mua thầy xây luôn chứ thầy không thèm mà làm ra mất công. Làm nhiệm kỳ 2 năm 3 năm mất công mà thầy chữ nó ghét nó đuổi mất công. Nó tóm gọn đắc ta làm lập lên ta làm ai dám đuổi. Thứ nhất chùa thầy thành lập lên không ai dám đuổi. Trường thầy mua thầy xây dựng thầy ai dám đuổi. Bệnh viện, trường học, đúng không? Hai cái đó là để giúp ích cho xã hội. Chính mình làm chủ, không ai đuổi, không cần ai bổ nhiệm gì chứ. Từ mình bổ nhiệm mình đúng không thầy? Ừ. Thành lập lên rồi đúng không? Giấy phép đầy đủ giống như công ty đi. Mình thành lập lên là mình làm giám đốc hoặc làm chủ tịch đồng chị ai vô. Còn ai có muốn mình bổ nhiệm cũng là dưới mình đúng không? Bổ nhiệm mình phó hoặc là giám đốc. Bổ sự quản lý của mình. Lá trò nhiều. Ủa thầy, vậy nếu mà thầy muốn làm hiệu trưởng á thì thầy muốn có mời anh kia làm phó hiệu trưởng không thầy? Trời ơi, sống với thầy tài sản luôn, giao luôn. Tài sản luôn. Là có nghĩa là thầy phó là nhập nhòi vậy đúng không? Người nào thầy thương nhất, thầy yêu nhất thầy giao hết tài sản. Giao cho kia tài sản vợ hút hết sao thầy? Vậy? Có vợ hút hết tài sản thầy sao? Thì trước khi theo thầy nó phải ly dị. Còn lúc mà nó chỉ có tới làm đệ tử với làm gì cho chùa, thầy nó dẫn là ban ngày làm tối về ở vợ với về vợ. Còn khi nào nó chấm dứt được cái sự hồng trần nam và nữ thì nó về với thầy là người của thầy, thuộc của thầy. Trời, sản xuất hai nơi nó chịu không nổi. Trời ơi, sức khỏe tuổi trẻ mà nhiều mà không nổi đúng không? Trăm trận trăm thắng sống nổi. Tháng là đem nó chôn luôn. Chôn gì chôn? Trời ơi, giờ người ta nhìn 10 người, 20 người, người ta còn giống người có quyền là lập gia đình 7 vợ, 10 vợ. Trời đất ơi, ta chiến đấu như thường. Có sợ tụi con không có, là sợ cái đó có để chiến đấu hay không? Bởi vậy nói ra là biết yếu đuối rồi, đúng không? Đàn ông bình dạng gì chứ không có đủ sức gì chứ về đời đi lập gia đình. Thầy bốn mươi mấy năm mà thầy để dành à, bây giờ thì trao cho thằng kia chịu sao nổi. Thì giờ khó hận đúng không?
ta chia thời giờ ra đúng không, phải phân bố thời gian hợp lý đúng không, nghe chứ đúng không, họ lại phải tính thời gian nè, nghỉ ngơi nè, ăn uống nè, không đủ sức khỏe không, đúng rồi, rồi thời gian nó phải chuẩn bị tương thế đầy đủ. Thôi khai tiễn giờ thiếu gì, chợ người ta có cái công ty gì biểu diễn người mẫu và đào tạo người mẫu đó, có thờ chỉ cần thầy alo một cái là đưa về ship hàng luôn, nhưng mình chọn cái người mà nó có cuộc sống giản dị bình thường nhất đúng không, sống mãi mãi. Còn những người mà ta đẹp với bay bóng là ta đi diễn khắp mọi nơi, lâu lâu ta mới về thăm làng. Còn những người nó thường trực mới quan trọng, chịu khó cho nó ăn thay khoai mì một tháng rồi nó ăn khoai mì một tháng, khoai mì cốt chi một tháng rồi, khoai mì cốt dừa. Giờ nói tóm gọn gì cũng nói tóm gọn cuộc sống cũng có nhiêu đó, không có gì lạ, do mình nhận thức thôi, cho mình suy nghĩ. Giờ phải nói vợ chồng ở nhau cái gì mà yêu nhau thương nhau là cái gì, thì sống nhau thì cũng ăn ngày ba cử cuộc sống vậy thôi chứ đâu hơn không.